Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cho các bạn một cái vấn đề, đó là có nhiều bạn hỏi mình thì khi mà làm mấy cái đèn neon thì cái chuyện trong octane thì dễ rồi. Ở đây mình sẽ làm bằng physical, thì đầu tiên mình sẽ làm một cái sphere, thì sphere 50 thì ở đây các bạn muốn nó phát sáng thì tất nhiên là chuyện đơn giản là luminate thôi. Thì các bạn luminate nó ra ở đây thì các bạn chọn màu, mình chọn màu vàng rồi các bạn ép nó vào trong cái cục này, rồi các bạn bấm render thì nó ra vàng. Nhưng mà các bạn phát sáng thì nó phải có cái vòng vòng sáng này, gọi là cái glow. Thì các bạn check của glow ở đây nó sẽ có hiệu chỉnh strength các kiểu á, rồi các bạn bấm render thì các bạn sẽ thấy nó có cái vòng sáng. Bây giờ nếu các bạn muốn nó đây mình sẽ hiệu chỉnh là một xíu, cái cục này chỉ có khoảng 50 thôi. Rồi mình sẽ render, các bạn thấy nó phát sáng, nó có một cái vòng sáng xung quanh cái quần sáng. Rồi có nhiều bạn đặt câu hỏi là tại sao khi các bạn đặt một cái khối đó mua trong 50 nữa thì cái khối này nó muốn chuyên sáng thì sao, nó phải là kính. Thì nếu các bạn bỏ hết mấy này, mình chọn transparency class thì mình cái này khoảng 3. Rồi tùy các bạn cái con số đó thôi, các bạn cho nó vào cái class, các bạn bấm render tiếp, các bạn cũng vẫn không thấy gì. Rồi không thấy gì là bởi vì sao, ở đây các bạn không có một cái môi trường gì hết thì mình sẽ không thấy gì thôi. Các bạn cho nó một cái sky, các bạn bỏ cái sky này vào, các bạn bấm render nha, thì các bạn sẽ thấy cái vòng sáng nó tự nhiên nó to đùng ra, nó grow ở trong cái này, đúng không? Thì bây giờ nó sẽ bị to quá. Bây giờ các bạn muốn nó phát sáng thì giờ ví dụ nó mình tắt nó đi nha, mình tắt cái cục này đi, mình bấm render nó vẫn có phát sáng, nhưng mà mình bật nó, bật cái cục này lên, mình bấm render thì nó lại không phát sáng. Lý do tại sao thì để sửa cái vấn đề này thì chúng ta sẽ không có sử dụng cái clone này, mà chúng ta sẽ làm một cái việc, chúng ta sẽ vào render setting, chúng ta bật glow ở trong này lên và lúc đó chúng ta bấm render thì các bạn sẽ thấy nó phát sáng lên. Nhưng mà mình sẽ bị một cái vấn đề là tại sao cái cục phát sáng này nó 100, cục dưới này 30. Thì ở đây mình bắt đầu mình vô trong đây, mình vô trong cái phần close này nè. Ở trong này mình không có xài này. Rồi thì khi các bạn vào trong phần setting, các bạn thấy 5%, rồi bao nhiêu đó inside của nó là 5%, rồi luminosity gì đó. Rồi các bạn bấm lên, các bạn thấy nó sẽ phát sáng rất ra trên toàn quả cầu. Nó bị một vấn đề nó to quá thì sao giảm kích thước nó xuống là 10. Rồi các bạn thử lên đây thì nó sẽ sáng ở bên trong. Rồi để mình sửa cái sky lại chút xíu, compose camera effects. Các bạn thấy nó sáng. Bây giờ các bạn muốn tăng độ sáng của cái cục đó lên, hoặc là các bạn có thể sửa bán kính của nó thành 30 lại cũ đi, bạn tăng nó lên là 15 và bấm render. Các bạn sẽ thấy là nó to ra rất là nhiều. Mình sẽ cho cái này khoảng 50 là vừa, nên cho nó các bạn bấm render. Thì độ sáng của nó ở đây các bạn bấm đây. Nó glow được, các bạn chọn cái luminosity này, các bạn kéo nó đậm lên tí xíu. Đây. Thì đây là với khúc cầu. Nếu bây giờ mình sẽ có một cái vật thể là đứng thì sao? Mình sẽ vẽ một cái đèn neon
Cap. Nó dài một tí. Rồi. Search mình có nhìn gì đó. Mình sẽ copy thêm một lần nữa. Rồi ở đây object. Ở đây cho nó khoảng 300. Đến kính của nó là 20. Rồi. Thì mình sẽ tiếp tục gắn chất liệu. Cái này mình đã có những cái loại bánh render. Các bạn sẽ thấy nó bị vàng hết, nó bị chói sáng quá độ, tức là cái quần sáng nó có nhiều. Các bạn sẽ có hai cách cho các bạn fix. Một, các bạn phải giảm cái này xuống. Rồi các bạn mở render, nó cũng vẫn vậy, các bạn thấy không? Thì khi các bạn close nó, các bạn muốn nó ấy, thì cái thứ nhất, cái chi tiết này nó phải rất là nhỏ để cho cái nguồn sáng nó không có bị lan tỏa. Này một nhỏ quá. Thì ở đây các bạn thấy nó có bị hiện tượng răng cưa, thì muốn cái răng cưa dễ chọn qua physical Flow Object mở nó còn automatic. Ok, mở window. Ờ quên, cái này là trang cap. Các bạn thấy nó thấp quá, bây giờ mình sẽ vào setting tiếp, mình sẽ đẩy lên 10, mình giảm xuống còn 20. Các bạn thấy nó phát sáng, thì ở đây mình sẽ chỉnh những thông số trong này thôi. Nó sáng như thế nào đó là việc các bạn điều chỉnh thông số. Mình muốn nó nhỏ lại tí nữa. Rồi, thế mình cho nó to ra. Thử chỉnh sang lại tí. Rồi. Mình bắt đầu tiếp tục lên đâu. Thì các bạn đã có được cái này, mình đã render physical nhưng mà mình để thông số thấp thì nó sẽ như vậy. Mình sẽ xác vô window. Các bạn đã có một cái crawl màu muốn.